Hello, xin chào anh em nhé, lại là em Tuấn Hải Dương đây anh em ơi. Hôm nay thì ngoài miền Bắc thì bắt đầu mưa gió khá là lạnh anh em ạ. Thì em hôm nay cũng đi tuyển chim nhưng mà chim rất là kém, hôm nay nó thời tiết nó kém anh em, nó lạnh này anh em. Trời rất là gió luôn, mà lại còn mưa nữa anh em ạ. Thành ra là con chim thái độ rất là kém, hôm nay em đi cũng khá là xa nhưng mà không tuyển được con nào nó ok hết cả anh em ạ. Những con người ta bảo ok nhưng mà thật ra thì mình test nó không đạt đấy. Thì mình cũng không mua. Hôm nay em có thời gian rảnh rỗi thì em sẽ chia sẻ cho anh em kinh nghiệm để cho anh em nuôi chim ở những cái lúc mà thời tiết gió lạnh này, hay là con chim bị ho này, và con chim nó bị trúng gió nhé. Thì em sẽ hướng dẫn cho anh em để cho anh em chữa trị một cách hiệu quả nhất mà nó đảm bảo cho anh em ạ. Thật ra thì tất cả mọi thứ để chữa một con chim ấy, để chăm một con chim mùa mưa rét này thì khá là đơn giản anh em nhé. Tốt nhất ấy, tất cả những con chim thì anh em lên sử dụng những cái áo lồng nó dày một chút. Khi mà mùa lạnh thì anh em nên sử dụng cái áo lồng dày một chút và tránh để con chim ở chỗ gió này. Thì không thì nó sẽ rất là dễ bị ho và hay là trúng gió anh em ạ. Thì rất là nhiều trường hợp trúng gió và ho mình không chữa kịp thời ấy, thì nó sẽ bị rất là nặng anh em ạ. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em những cái kinh nghiệm đầu tiên mà nó rất là dễ, rất là cơ bản cho anh em, thì anh em có thể chữa được tại nhà nhé. Tất cả anh em đều có thể tự chữa được hết anh em ạ. Nó rất là dễ, nó rất là dễ chữa cho anh em. Đây, đầu tiên nhé, em sẽ hướng dẫn cho anh em những thứ mà cần thiết khi mà nuôi chim trong cái mùa rét này anh em ạ. Mùa rét này thì anh em nuôi cần có này. Thứ nhất này, đầu tiên không thể thiếu được này, viên sông nhé anh em nhé. Viên sông thảo mộc hay là thảo dược anh em ạ. Anh em cứ search trên Google ra, tiệm thuốc nào cũng có bán anh em nhé. Viên sông này. Cái thứ hai là dầu gió này. Dầu gió này anh em này. Cái thứ ba không thể thiếu được, rất đơn giản và rất hiệu quả, mật ong anh em nhé, mật ong nguyên chất, mật ong rừng anh em ạ. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn cho anh em cách trị ho một con chim khi vừa mới bị anh em nhé. Đây, anh em khi vừa mới bị ấy, thì anh em theo dõi mà để ý nó thấy nó bị luôn đấy, mới bị anh em nhé. Anh em lấy một lửa cắm nước này, anh em pha mấy cả từ anh em lấy cái đũa đấy, anh em cắm vào cái lọ mật ong này, anh em lấy tầm khoảng 3-4 giọt mật ong, anh em cho vào trong cống này, anh em ngoáy đều lên, ngoáy đều cho tan ra anh em nhé. Thì hoặc anh em có thể cho nước ấm thì nó sẽ dễ tan hơn, nước ấm ấm vừa thôi anh em nhé, để cho dễ tan mật ong ra là được anh em ạ. Anh em sẽ cho nó uống từ sáng này, từ sáng nhé, anh em dậy cái là anh em làm luôn, cho nó uống từ sáng đến trưa này, trưa anh em bỏ ra, xong lại lấy một lửa cống nước này, pha với 3-4 giọt mật ong nữa cho uống từ trưa đến chiều, và chiều tối anh em bỏ ra anh em nhé. Anh em những con nào lặng anh em mới ho anh em cứ cho uống tầm khoảng, thường ấy, em chỉ cho uống 2-3 ngày là đã hết rồi. Những con chim thường chớm ho cái em cho uống mật ong thì gần như là nó hết luôn anh em ạ. Đấy là mức độ ho vừa mới bị và vừa phải thôi, thì anh em chữa mật ong nó rất hiệu quả. Nhưng mà anh em phải lưu ý là mật ong là phải mật ong nguyên chất, mật ong rừng anh em nhé, chứ đừng mua những cái loại mật ong hình tinh các thứ thì chữa nó sẽ không được hiệu quả đâu anh em ạ. Thứ hai ấy, là em sẽ hướng dẫn cho anh em những cái con hoa này thì anh em có thể chữa mà nó bị cả quẹt mỏ, vẩy mỏ đấy, thì anh em phải xông cái viên xông Covid này anh em nhé. Viên xông Covid này thì anh em làm nó rất là đơn giản thôi. Thì anh em cứ lấy một cái cống nhựa này hoặc cái cống thủy tinh nhé, cái cống nước thủy tinh ấy, anh em đổ nước nóng vào đây, đổ gọi là lưng lửng thôi, nước nóng nhá, nước nóng nước sôi đấy. Xong anh em buổi tối anh em nhé, anh em bóc cái viên này ra, xong anh em đổ cho vào đây, anh em ngoáy lên thì nó anh em chùm cho vào trong đáy lồng và anh em chùm vào, anh em có thể xông đêm này, nguyên đêm này, hoặc là con nào lặng quá anh em có thể xông cả ban ngày nữa. Thật ra cái nước này uống thì cũng chẳng làm sao cả, con chim nó uống chẳng làm sao cả, chỉ yếu là anh em để ý đừng để nó nóng mà nó thôi là được anh em ạ. Nhưng mà nhớ là phải nước nóng anh em nhé, thì hiệu quả cái xông này nó mới đạt hiệu quả anh em ạ. Còn cái viên này cả người uống trực tiếp cũng được anh em ạ, người mình em ra như hôm vừa rồi em ốm em uống cả viên này luôn.
người ta bán viên này cho người uống luôn anh em ạ, viên sâu này người uống anh em ạ, không sao em uống không sao anh em ạ. Thì đây đấy là những con nào quẹt mỏ này hoặc nó bị gọi là khó thở đấy thì anh em sông sông này rất là hiệu quả. Đợt video đợt trước thì em đã hướng dẫn cho anh em rồi, thì video này em đến một lạnh em sẽ tổng quan cho anh em. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng các biện pháp phòng trước anh em nhé. Phòng là gì? Nhất là treo ở chỗ không có gió. Thứ hai là phải dùng áo lồng dày một chút anh em ạ. Con chim nó sẽ không bị lạnh, mùa đông nó rất là lạnh anh em ạ. Và ngoài ra nhé, cái quan trọng rất là quan trọng là trong quá trình anh em chữa hoa quẹt mỏ hay là nó bị trúng gió thì anh em không được tắm này, phơi lắng này và để ở chỗ có gió anh em nhé. Ba cái đấy thì cực kỳ tố kỵ. Thứ nhất là tắm, thứ hai là phơi lắng, thứ ba là để ở chỗ có gió. Thì anh em phải để ý rất là kỹ nhé. Trong khi mình chữa ấy, là phải tuyệt đối kiên kỵ ba cái đấy. Đến bao giờ con chim nó khỏe hẳn thì thôi thì anh em mới được tắm và được phơi lắng lại anh em ạ. Chứ không là nó càng khi mà trong quá trình chữa mà anh em tắm thì nó càng lặng hơn anh em ạ. Càng tắm và phơi lắng nó càng lặng hơn. Đấy là lý do nhiều khi anh em bảo là tại sao em không chữa được. Vì cái nguyên nhân là anh em vẫn tắm và vẫn phơi lắng thì ra con chim nó rất là lặng anh em ạ. Và cái thứ ba là em sẽ hướng dẫn cho anh em những con chim mà bị trúng gió. Trúng gió thì không kể bất kể thời tiết nào cả anh em ạ. Mùa đông, mùa hè hay là bất kỳ mùa nào đều có thể trúng gió. Khi nhiều nhà anh em ấy, cái chỗ treo chim là ở những cái chỗ nó gọi là hút gió là một này. Thứ hai là hay có gió độc thì nó sẽ rất là dễ bị trúng gió. Khi một con chim anh em nuôi ấy nó bị anh em thấy hiện tượng sù của ăn ấy mà không phải đi ỉa nhé, thì anh em phải dùng luôn cái dầu gió này anh em bôi ở cái cầu lồng xong anh em chùm mà cất đi anh em ạ. Anh em để phải theo dõi liên tục nhé. Nếu mà thấy con chim nó sù quá mà nó bỏ ăn cái thứ thì anh em bắt ra anh em nhỏ cho nó vào miệng nó tầm 3-4 giọt nước quýt, cái quả quýt đấy anh em ạ. Quả quýt mình hay ăn ấy, nó ngọt đấy anh em. Thì anh em nhỏ vào đấy, hoặc là nếu mà không có thì anh em dùng quả cam, cũng cam ngọt anh em ạ. Vì nó đang bỏ ăn nên anh em đừng để vắt cho nó cam chua thì nó càng bệnh hơn anh em ạ. Phải cam ngọt anh em nhé, thì nó sẽ giúp con chim nó tỉnh hơn anh em ạ. Thì anh em sẽ lưu ý những cái vấn đề đấy anh em nhé. Thì tí nữa em sẽ mỗi cái hướng dẫn thì em sẽ đều viết ra danh sách cho anh em xem ở đây. Anh em nhớ lưu ý nhé, là đến mùa lạnh rồi thì anh em lên chuồng để áo lồng nó cẩn thận một chút, thì còn tránh trường hợp là mình cứ phòng tránh trước khi là mình chữa anh em ạ, nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều và con chim nó khỏe hơn anh em ạ. Còn nếu mà trong trường hợp mà không may bị ấy, thì anh em nhớ nhé, trong nhà anh em lúc nào cũng phải có sẵn này ba cái này mùa lúc nào cũng phải có nuôi chim mình lên có sẵn này, mật ong này. Anh em cứ mua mật ong này vừa nhà dùng, mật ong rừng này vừa nhà dùng mà vừa dùng cho chim được luôn. Chim thì dùng nó ít thôi, vì hạn chế mình rất là ít dùng. Thật ra khi mà anh em cho uống mật ong, con chim hoa anh em cho uống mật ong ấy nó rất là tốt anh em ạ. Nó không như uống thuốc đâu, uống thuốc con chim nó rất là mệt, rất là yếu, nhiều con nó tụt lửa luôn anh em ạ. Mật ong này nó không gây hại, ưu tiên mật ong anh em nhá. Cứ chớ mua cái dã mật ong luôn, anh em sẽ thấy hiệu quả của nó. Và thứ hai ấy, là viên sông dành cho con thả mộc, cho anh em con chim nó đã bị khản, đã bị hắt hơi hay là nó bị quẹt mỏ anh em nhé, quẹt cầu đấy. Thứ ba là đây, dầu gió thì giúp cho con chim nó bị trúng gió anh em ạ. Thì anh em lưu ý nhé, lên có sẵn ba những cái món này thì anh em nuôi chim nó sẽ yên tâm hơn rất là nhiều anh em ạ. Ra thì mình cứ ưu tiên những cái gì nó có sẵn mà nó không ảnh hưởng đến chim thì anh em nuôi nó sẽ ok hơn, con chim nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều anh em ạ. Thì em Tuấn sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà em Tuấn có được đến với cho anh em nhé. Đây là những kinh nghiệm em Tuấn có, em khẳng định là chắc chắn là không bao giờ có ai chia sẻ những cái này cho anh em đâu. Thì với em Tuấn thì anh luôn học hỏi và chia sẻ cái kinh nghiệm bổ ích nhất đến cho anh em nhé. Thì chúc anh em nuôi chú chim nó thành công và ưng ý nhất anh em ạ, là tránh bệnh tật cho con chim. Ok anh em.